Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hạn Computer. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đánh giá nhanh cho các bạn một bộ vi xử lý đang được mong chờ nhất thời điểm hiện tại. Đấy chính là AMD Ryzen 5 2600X. Đây sẽ là video đánh giá nhanh về mặt hiệu năng của AMD Ryzen 5 2600X để các bạn có thể thấy được về mặt hiệu năng của nó đã được cải tiến như thế nào ở thế hệ thứ hai này và liệu nó có thể gây được một đòn cực kỳ mạnh nữa tới đối thủ của nó là Intel hay là không. Về mặt thông số kỹ thuật thì Ryzen 5 2600X và Ryzen 5 2600 vẫn là 6 nhân và 12 luồng xử lý. Nó nhỉnh hơn là i5 8600K về mặt số luồng xử lý và nó tương đương với cả i7 8700K. Điểm được nâng cấp trên thế hệ mới này đấy chính là xung nhịp và tiến trình. Tiến trình cũ ở trên Ryzen thế hệ thứ nhất là 14 nm, ở trên Intel Coffee Lake cũng là 14 nm, còn trên thế hệ thứ hai này Ryzen đã được nâng lên là 12 nm. Mặc dù đã được nâng cấp về mặt tiến trình nanomet thành 12 nanomet rồi, nhưng mà những vi xử lý AMD Ryzen thế hệ thứ hai này vẫn có thể sử dụng được ở trên những mẫu bo máy chủ sử dụng socket là A14 như là A320, B350 hay là X370 thế hệ cũ. Và với như vậy, đây là một điểm cộng rất là lớn của AMD khi mà Intel không bao giờ có thể làm được một điều như thế này. Và ngoài về nâng cấp về tiến trình nanomet thì AMD cũng đang nâng cấp về mặt xung nhịp. Về xung nhịp ép xung nó như thế nào thì mình sẽ chưa đánh giá vội bởi vì mình sẽ cần có thời gian dài hơn cũng như là có những phiên bản BIOS mới hơn để mình có thể đánh giá nó một cách chi tiết. Còn bây giờ thì mình chỉ đánh giá nó ở trên mặt là xung nhịp bay và xung nhịp turbo mà thôi. Nhưng mà chỉ cần nhìn vào xung nhịp turbo thôi thì mình đã đánh giá cao nó rồi. Về mặt xung nhịp bay thì nó vẫn tương đương với cả Ryzen 5 1600X là 3.6GHz. Và kể cả phiên bản 1600 cũ thì nó cũng rất dễ dàng để có thể ép xung lên là 3.6GHz. Nhưng mà xung nhịp turbo boost của nó lại hoàn toàn vượt trội. Mình đố các bạn có thể ép xung được R5 1600 hay là R5 1600X lên được mức là 4.2GHz luôn. Thông thường nó sẽ bị war ở mức là 4.0GHz. Có lên 4.0GHz cũng rất là khó. Nhưng bây giờ các bạn chỉ cần turbo boost thôi là xung nhịp đã lên được mức là 4.2GHz rồi. Nó rất ấn tượng với cả những vi xử lý Ryzen. Còn nếu để so với cả Intel như là 8600K hay là 8700K thì nó vẫn chưa thể nào mà so được. Nó hứa hẹn sẽ cho một hiệu năng làm việc trên những project lớn hay là cho hiệu năng chơi game tốt hơn thế hệ Ryzen cũ khá là nhiều đấy. Còn về mặt thông số kỹ thuật thì nó sẽ là như vậy. Còn hiệu năng của nó như thế nào khi mà AMD đã cố gắng nâng cấp nó trong vòng 1 năm qua thì bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra nhá. Đầu tiên chắc chắn sẽ là bài kiểm tra huyền thoại đi đâu cũng thấy, đấy chính là Cinebench R15. Bài kiểm tra đơn nhân thì Ryzen 5 2600X đã làm rất tốt với xung nhịp là 4.2GHz của mình. Khi cho điểm số nó gần bằng với cả i5 8600K và cao hơn tương đối so với thế hệ cũ là 1600X. Còn bài kiểm tra đa nhân thì nó gần bằng 8700K luôn. Nó chỉ thua kém một tí mà thôi. Đây chính là sức mạnh của 6 nhân 12 luồng xử lý khi đã được nâng cấp về mặt xung nhịp. Nó sẽ cho các bạn khả năng render 3D rất là nhanh mà chi phí bỏ ra thì không quá là nhiều. Chuyển qua với cả CPU Z thì nó cũng tương tự như là Cinebench R15. Điểm đơn nhân nó sẽ gần bằng với cả 8600K và đa nhân thậm chí nó còn nhỉnh hơn một chút so với cả 8700K. Chuyển qua với một bài nặng đô hơn là 3D Max Time Spy. Ngoài yêu cầu về đa nhân ra, nó còn yêu cầu sức mạnh đơn nhân của nó cũng phải rất là tốt. Lúc này đấy chính là lúc để Intel thể hiện sức mạnh của mình. Và R5 2600X nó tụt lại phía sau khá là xa. Nhưng mà để so với cả thế hệ cũ là 1600X thì đây là một nâng cấp rất là đáng giá. Tiếp tục là giải nén file bằng 7-Zip xem sao thì nó vẫn cho điểm số tốt hơn là i5 8600K ở cả nén và giải nén file. Còn với tác vụ giải nén thì R5 2600X nó còn nhỉnh hơn một chút so với cả i7 8700K. Đây là một tác vụ mà các bạn nên quan tâm bởi vì các bạn sẽ phải sử dụng nó hàng ngày. Bài benchmark nhanh cuối cùng mà mình test trước khi chuyển qua phần game đấy chính là với VKPRAM. Với bài test này thì các bạn hãy nhớ đấy chính là càng thấp sẽ là càng tốt nhá. Kết quả thì các bạn có thể thấy là nó mạnh hơn khoảng tầm 10% so với cả thế hệ cũ và nó yếu hơn khoảng 10% khi so với cả i7 8700K. Còn điểm số của nó tốt hơn là i5 8600K thì cũng không bất ngờ cho lắm. Bây giờ sẽ là phần test mà chắc chắn ai cũng thích, đấy chính là test game. Và AMD Ryzen 5 2600X đã được nâng cấp rất mạnh về mặt xung nhịp thì chắc chắn nó sẽ được hướng chủ yếu về mặt gaming. Và những người ép xung những hệ thống Ryzen thế hệ thứ nhất, lên thì hầu như họ cũng chỉ muốn đấy chính là cải thiện lượng FPS trong quá trình chơi game. Và bây giờ xung nhịp của nó đã cao sẵn rồi thì hiệu năng chơi game của nó ra sao thì bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra. À mà với hai vi xử lý là i5 8600K và i7 8700K, mình chưa kịp test game thì đã bị đòi mất rồi, thế nên là mình sẽ test tạm với cả i9 7900X. Các bạn hãy cứ tưởng tượng đấy chính là hiệu năng chơi game của i7 8700K tốt hơn tương đối so với cả i9 7900X. Thế nên trong bài benchmark khi mình so sánh thì các bạn cũng sẽ tưởng tượng được là R5 2600X sẽ cho hiệu năng chơi game như thế nào khi so với cả những vi xử lý như là i5 hay là i7. Đầu tiên sẽ là Edge of Singularity. Ở mức Heavy thì Ryzen 5 2600X nó cho hiệu năng nhỉnh hơn tương đối so với cả i9 7900X. Nó vào khoảng 10%, rất là ổn đúng không?
Khi chuyển qua với mức setting thấp hơn là Medium thì R5-2600X và i9-7900X lại xấp xỉ nhau, sự chênh lệch ở đây là không quá nhiều. Chuyển qua từ game khác là Dust AX, ngay lập tức thì R5-2600X nó đã bị vượt mặt hoàn toàn. Với sự chênh lệch này thì chắc chắn nó còn chưa bằng được i5-8600K luôn, chứ chưa nói gì tới là i7-8700K. Tiếp đến một tựa game được rất nhiều người chơi là Rise of Tomb Raider. Tựa game được thường xuyên sử dụng để test hay là đánh giá những hiệu năng của những bộ PC gaming hay là laptop gaming. Kết quả của nó còn thậm tệ luôn ấy, nó không thể nào chấp nhận được luôn. Nhìn vào đây thì các bạn có thể nói là vô lý, không thể nào mà có một kết quả thấp như thế này được. Nhưng mà đây là kết quả thực tế, mình đã phải test đi test lại để đảm bảo là đây là một kết quả đúng và xác thực nhất tới các bạn. Qua những kết quả benchmark này thì các bạn khoan đã vội đánh giá đấy chính là hiệu năng chơi game của Ryzen 5 2600X là rất tệ nhá. Bởi vì phiên bản BIOS nó đang được mình sử dụng để đánh giá nó đây. Đây là một trong những phiên bản BIOS đầu tiên được phát hành cho vi xử lý cũng như là BOM máy chủ X470 này. Thế nên là về mặt hiệu năng của nó sẽ có một chút sai lệch. Nó chưa được update từ hãng, nó chưa nhận được ý kiến từ người dùng để hãng fix nó lại. Rồi là nó cũng chưa được tối ưu cho lắm. Thế nên để có được một video đánh giá chi tiết thì mình sẽ mất khá là nhiều thời gian và mình sẽ đưa video đó đến sau cho các bạn. Cũng chính vì lý do này mà ở đầu video mình đã nói, đấy chính là đây là một video đánh giá nhanh chứ không phải là một video đánh giá chi tiết. Mình mới chỉ cho các bạn thấy là hiệu năng ban đầu của Ryzen 5 2600X nó như thế nào mà thôi. Nó sẽ cho các bạn cảm nhận được là hiệu năng của nó ban đầu nó sẽ như thế nào này. Rồi dù sao thì đây cũng là một kiến trúc vi xử lý Zen. Vi xử lý Zen là một kiến trúc rất là mới, thế nên là các bạn nên chờ xem nó sẽ có những update như thế nào sau này để quyết định là nó có mạnh hay là không. Sơ bộ qua những gì mà mình được trải nghiệm ban đầu trên vi xử lý Ryzen 5 2600X thì mình cảm nhận được là AMD đã nâng cấp rất mạnh về mặt xung nhịp cũng như là về mặt sức mạnh đơn nhân của vi xử lý này. Nó sẽ giúp cho các bạn xử lý những tác vụ liên quan đến công việc này, những tác vụ các bạn sử dụng hàng ngày nó mượt mà hơn cũng như là nhanh hơn rất là nhiều. Có những tác vụ thậm chí nó còn xem với cả i7-8700K, mà mức giá của i7-8700K nó gần gấp đôi so với cả Ryzen 5 2600X. Về mặt hiệu năng chơi game thì sẽ cần phải có những bản update mới hơn để cải thiện hiệu năng chơi game, chứ hiện tại thì hiệu năng chơi game của nó khá là fail. Và trong tương lai mình sẽ có một video đánh giá chi tiết hơn cho các bạn, ví dụ như là khả năng ép zoom của nó sẽ như thế nào này, rồi là khả năng nhận RAM bớt cao nó đã được cải thiện hay chưa, rồi là sau những bản update thì hiệu năng của nó có được nâng lên hay là không, vân vân và vân vân. Nói chung một video đánh giá chi tiết hơn dành cho các bạn trong tương lai, bởi vì hiện tại dù sao thì nó cũng sẽ cần có thời gian để update cũng như là hoàn thiện dần. Và ý kiến của bạn như thế nào về vi xử lý AMD Ryzen 5 2600X này thì hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.